Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Tao bao lại hết á. Trái già, trái non, trái lớn, trái nhỏ gì á, tao cũng bao lại, không cho sâu rầy nó ăn. Trái này có màu ngon à. Để dành cái trái này lớn lên mình tặng cho Tư. Cho Tư ăn mít nhà mình. Tư ghiền mít, tế bằng cũng ghiền mình. Bác chứ. Ừ, chào con. Bác tên bà mấy trái mít lại hả? Trời đất ơi, mày nói chuyện tao mày có cần tạo dáng vậy không? Ôi, cho nó đẹp á bác. Đẹp cái gì mà đẹp? Làm kiểu đó, ông bà già xưa người ta nói là ngựa đó, hiểu không? Trời ơi, nói chuyện bình thường đi con. Bác khó quá. Nói chung là lần đầu tiên con thấy một người mà bọc mấy cái trái cây lại như vậy đó. Ừ, bảo vệ mà con. Ờ, nhưng mà bác ơi, bác cẩn thận nha. Chứ mạnh tay cái nó rớt cái bụp xuống là chế luôn. Mạnh tay gì cái con này mà mạnh tay đâu chứ. Ui, chà con. Ui, bác trời đất ơi. Không? Trời đất ơi, sao cái miệng mày nói cái gì có cái đó vậy hả? Miệng mày linh như cú vậy đó. Bác ơi, cái này đâu phải lỗi trẻ con. Tại cái trái mít nó ở trên đó. Tại vì bác quá bạo lực đi. Bác phải nhẹ nhàng thôi. Tự nhiên bác bạo lực quá nó rớt cái bụp xuống là đúng rồi. Thôi bà ơi bà. Mày đó nha, giống như mày phá hoại dữ dội. Thiệt tình chứ. Bác ơi, cái trái mít của người ta. Rồi xong rồi. Mít non rồi. Thiệt. Bực mình à. Cho bác đi. Nè bác, bác gì nữa? Bác đi đứng đó, bác cẩn thận không thôi là sắp té đó nha con đúng. Chà, ta là chưa bao giờ bị té hết trơn á. Tự nhiên mày nói trời đất. Thôi 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 tránh ra. Chị ơi, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trời chị dễ sợ quá. Cái này đâu phải tại con. Con chỉ muốn nhắc nhở bác thôi. Còn cái này là tại bác. Bác đi đứng mà bác không nhìn đường. Bác để con mắt ở đâu rồi bác sắp té. Đâu phải tại con. Thánh thần thiên địa ơi, con mắt tao tao để ở đây chứ để ở đâu hả? Bình thường ta đi có té đâu. Mày nói cái em bị té liền hả? Ôi con đẹp quá mà con. Con xinh quá mà con. Con duyên dáng quá mà con. Sao mở miệng ra muốn giả vô miệng vậy con? Hả? Ai bóng biến mày vậy? Ôi thiệt á. Mày ở cái phương trời nào? Bây giờ mày quay về phương trời đó giùm tao được không? Con về là con thăm bác mà bác cứ đuổi con hoài à. Tôi không cần. Trời ơi, bây giờ cô ơi, bây giờ một là cô á đi bướng phòng trọ khác đi. Thôi con không đi phòng trọ đâu, con không thích. Không thích ở đây phải không? Con thích ở đây đi ba. Muốn ở đây đúng không? Thì từ đây về sau không được nói chuyện. Hả? Im, câm, nín, kéo cái cửa này lại. Không có mở cái cửa đó ra, hiểu chưa? Im đi, không phải đây nữa. Gái còn đứa gì mà quá trời quá đất. Nó nói cái gì ra là có cái đó. Nó nói cái gì ra là có cái đó. Bích người ta đang là nó đang sẵn. Nó rớt là nó rớt. Đang đi vậy cái nó mình té là mình té. Đẹp quá mà. Trời chị gì bảo giống như trời trời. Ui trời. Xa tao 16m50. Không được tiếp cận với tôi. Bác làm như con bị cùi hối. Con bị bệnh dịch hại kìa. Bác xua đuổi con quá vậy. Trời ơi, mày còn hơn vậy nữa đó. Mày đi tới đâu là mày gieo tai họa tới đó. Hôm qua đi qua nhà bà Út bé đó, ta đang nấu cơm mày nói gì mà trái nhà ta luôn vậy trời. Con có nói cái gì đâu. Con chỉ nói là coi chừng củi lửa, coi chừng trái nhà. Trời ơi, trời đất ơi, nó nói gì có cái đó à. Trời ơi, trái rụi cái bếp nhà người ta. Con biết là cái lời nói của con nói ra nó không được thơm.
nên từ mấy bữa nay con làm mua trên gom mà con nhai suốt đó. Trời ơi, con gái con đứa nhai tém tém lại coi nhai nè. Trời ơi, nó không ý tứ gì hết trơn á trời hà. À thư, thì công nhận con cũng có lỗi, thôi cho con xin lỗi bác. Hôm bữa con vô ý vô tư quá. Ngày nào mày không vô ý vô tư, mệt ghê vậy. Nè, nói nghe. Ba thư, xin lỗi mà. Mày về Việt Nam á, chơi đã chưa? Hả? Thì cũng đã. Đã rồi làm ơn, bay về nước giùm tôi đi chị. Chị Emily Maylin. Ba thư, bác kêu con về nước. Chứ gì nữa, ở đây làm gì? Con chưa có về nước được đâu. Sao vậy? Con về đây còn một chuyện rất là quan trọng muốn làm. Chuyện gì? Thật ra con muốn đưa bác cứ đi du lịch khắp nơi. Ủa vậy hả? Để từ từ bác thu xếp và bác đi với con. Từ từ đi. Từ từ? Không, không được từ từ. Cái này á là mình phải đi liền. Phải đi ngay. Đi ngay hả? Vâng. Phải thu xếp mới đi được chứ con. Không, phải đi liền. Bác biết tại sao không? Sao? Bác già rồi, giống này chết mày. Tự nhiên lăn đùng ta chết rồi sao đi kịp? Trời đất ơi, bây giờ mày trù tao chết được hả mày? Hả? No, no. Ý của con á là bác, bác thứ rất là tốt bụng, dễ thương. Cho nên là rất sống rất là dài. Lâu lâu nói câu nghe được á. Mà sao đang nói ngon miệng không nói nữa đi. Lỡ nói ra rồi cái gì không đúng ý bác rồi bác tức giận lên đứt gân máu chết bất đắc kỳ tử thì sao? Trời đất ơi, trời ơi, cái con ý này bác ơi, giỡn mặt hả? Trời ơi, con giỡn mặt tao hả? Con quay. Ôi trời ơi, bây giờ cứ làm bác thứ giận hoài à. Đi về Việt Nam thăm ông mà cứ làm ông giận ông buồn. Nghĩ là mình cũng khó đáng quá. Phải kiếm cái gì tặng cho ông để ông bớt giận mới được. Bác thứ cái gì cũng ngán ngán. Hay là hey, mình tặng cho bác thứ một đôi giày cao gót. Không được, không được. Tặng giày cao gót bác thứ sẽ nói là mình cho bác thứ lùn. Không được. Ôi, tặng cái gì đây ta? Cái gì nhỉ? Tháng này xài âm tiền trọ nữa rồi. Tiền đâu mà đâu cho ổng đây. Tiền ơi sao em đi xa nhanh vậy? Hai. Hai. Cái gì? Cái miệng nó khép 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 lại. Đừng có hát to. Gió bay vào trúng gió. Đai luôn. Chị Hai. Chị án thiệt luôn á. Giờ em đang hết tiền, chị còn chù em bệnh nữa. Tiền đâu mà em mua thuốc men. Em mà có bị bệnh này chị nuôi em suốt đời đó chị Hai. Hết tiền? Hết rồi. Hey, có công an chị làm, có tiền ngay. Thiệt không? Come on, come on. Come on. À, không được đâu chị. Không, em không làm đâu. Vậy với em có giá của em chứ. Vậy sao? Em xấu, em nghèo vậy. Nhưng mà em không có bán thân em cho mấy cái chuyện đó đâu. Oh my god. Thảo lâu. Thôi nghĩ sao bán thân. Tuy cậu là cũng có chút xíu thách đó. Nhưng mà cái face của cậu á, nhìn nó bệnh bệnh á. Nó mấy cư. Nó mấy cư, ok. Ok, ok. Come on, come on. Cái cap, come on. Nhưng mà là làm gì làm chứ em không ăn cắp trộm đâu à. Thì sao mà ăn cắp ăn trộm? À chuyện là vậy. Emily á, về Việt Nam thăm bác tứ mà cứ suốt ngày làm cho bác tứ buồn, bác tứ giận á. Emily thấy có lỗi cho nên Emily muốn tặng cho bác tứ một món quà để cho bác tứ không có giận nữa. You know? Cái Emily đang gió không biết tặng gì. Giờ mà thiên tài á, mà giúp Emily á, nghĩ ra được cái món quà là Emily sẽ tặng cho thiên tài mini tiền. Đồ ăn đi chị. Đồ ăn? Đồ ăn. Ông nít ăn đồ ăn lắm. Mỗi lần ổng mà giận ai một cái gì á, đưa đồ ăn cho ổng là ổng hiền lại liền à. Ổng hết giận liền. Vì mình tặng đồ ăn. Đồ ăn đi.
Nhưng mà mình tặng cái gì? Cái gì thơm thơm á, ông thích mấy cái gì mà thơm thơm, thơm lắm. Thơm thơm là cái... sầu riêng. Sầu riêng thơm? Sầu riêng hả? Ông thích cái mùi thơm của sầu riêng. Không biết, nhưng mà em thích. Ờ, em thích. Hay. Amelie cũng thích. Ở bên American á, Amelie rất là thích ăn, mà mỗi lần ăn là phải trốn vào một góc. Nếu mà ăn ở ngoài nơi công cộng á là police bắt luôn á. Trời cực quá. Ừ. Về đây ăn thoải mái đi chị. Về sầu riêng hả? Sầu riêng đi. Miễn là em thích, Amelie thích là được. Là được rồi. Vậy mai á, đi ra ngay cái chợ đầu mối á. Dạ. Mua cho Amelie một cần xé sầu riêng nha. Riêng á. Một cần xé nha. Cảm ơn chị. Cần xé luôn đúng không? Cần xé luôn. Ok, có liền. Biết sao tặng nguyên cần xé không? Tại chị á, lỗi nhiều quá, thì tặng nguyên cần xé luôn. Vậy Thôi rồi. Có rồi, hàng chất lượng lắm. Chất lượng. Bao ăn bao ngon lắm. Trời ơi. Bây giờ nghe chị nói, đi ra ngoài kia đứng, nấp vào, khi nào chị cứ cưa thì đi vào. Ok ok, hú gái là em có mặt. Yeah, yeah. Không có sợ. Hù mà hù trước mặt con thần kinh. Mày cần gì hù? Không hù tao gặp mày tao cũng hú hồn rồi. Ba chứ. Gì nữa đây? Nè, bữa nay mà mở miệng mà nói bậy nói bạ một cái là đừng trách tại sao bác độc ác nghe chưa. No. No. Hôm nay con đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Con đã chuẩn bị một món quà để tặng cho bác. Tặng quà hả? Thế tặng đại đi. Màu mèo quá. Bác Tư đứng lên. Bác Tư đứng lên. Trời ơi con ơi. Cái chị thôi. Không, con sẽ nước hoa rồi. Biết rồi mà sao cái mùi rác ở đâu đây thì khó chịu. Bác Tư, nhắm mắt lại. Rồi tặng đi, tặng lẹ ta đi vô. Sao ta... Cố đi. Bác Tư, đây là món quà con muốn tặng cho bác. Cái này là tặng cái lỗi là làm cho trái mít nó bị trơn. Cái này là tặng cho cái lỗi là làm cho bác bị dắp té nè. Còn trái này, cái này là làm cái lỗi là sầu riêng có người thích người không. Tao là tiếp người không thích sầu riêng. Ê, trời ơi, một cần xé. Má ơi, cứu con. Bách Dư ơi, anh bây giờ làm sao? Sao nói là Bách Dư chỉ căm thù đi à? Em đâu có nói, em chỉ nói em thích à, còn Bách Tính em không biết. Trời, khi này ông tính vậy là tao đi về nước luôn rồi. Tôi là nhất trên đời. Chị ơi. Dạ. Quán mình có bán bánh gì ăn không? Bánh hả? Thì không, quán không có bán bánh. Anh đói bụng phải không? Ông ấy đi ra đầu hẻm đi, có bún bò, phở với bánh canh đồ ngon lắm. Còn không, để tôi chạy đi tôi kêu mình cho. Thôi. Trời ơi, nhưng mà chạy ra cái quán quẩy ăn này nấu gì nữa. Mà ra mấy quán quẩy, thôi tôi ra quẩy tôi ăn, rồi tôi uống cà phê ở ngoài luôn. Tại vì nè, tôi là biết cà phê để là ngon, tôi thích uống cà phê ở đây. Thì tôi muốn nếu mà có bánh trái gì ăn nữa thì nó ngon. Mà tôi nói thiệt á nghe, chị có muốn làm giàu không vậy? Thôi, muốn chứ. Trời ơi, tôi nói thiệt chị, chị muốn làm giàu thì chị phải biết chịu đầu tư, phải bỏ vốn, phải bán thêm những cái mặt hàng khác thì nó mới thu hút được khách hàng. Chứ mà chứ cứ... Đây, tôi chỉ cho coi cái này nè. Chị thấy cái chỗ này nó trống không? Trống cái gì? Đựng cà phê mà trống gì? Bây giờ tôi hỏi ha, bây giờ quán chị là bán cái gì? Cà phê. Bán cà phê, vậy chị chưng cái này chi? Ai không biết chị bán cà phê mà chị còn chưng cà phê. Trời đất ơi, cái chỗ này nghe, cái tủ này nè là chị phải bán bánh. Bánh ngọt, bánh để ăn vặt. Chưng đầy cái tủ này hết. Trời ơi, nhìn nó mới hấp dẫn. Ha. Sao tôi nghĩ ra ta? Trời ơi, tôi nói thiệt cái chuyện nha. Cái thời buổi này, người ta là kinh doanh. Phải bán đủ thứ đồ vô thì mới thu hút được khách hàng. Tôi nói thiệt, người ta giàu thì người ta phải tìm cách nào đó để mà giàu thêm.
Còn chị á, mà cứ kiểu buôn bán như vậy hoài thì chỉ là an phận thôi. Nó cứ như vậy hoài, không bao giờ mà khá lên nổi. Thôi thôi, à, tôi tính tiền cà phê nè, tôi về. Bao nhiêu vậy? 20. 20 thôi. Mà tôi nói thiệt nha, cái quán này nè, tôi thích cái quán này vì cái gì? Nó vừa đẹp, nó vừa đẹp mà cà phê nó vừa ngon nữa. Quá trời ủ mà không có đó, mà chị cũng đẹp nữa, quán đẹp mà chủ quán cũng đẹp nữa, uổng gì đâu luôn á. Đây, đây, cái tay mà nhìn hay thấy thôi là thấy cũng thấy đẹp mà. Thôi ơi, tôi nói thiệt nha, cái tay này nè, cái tay này là tay kiếm tiền, cái tay làm giàu vậy ha anh. Trời ơi, mà không biết làm để mà tận dụng những cái đó của mình thì thôi tính tiền đi. Chắc chưa, chắc chưa. À, mà chắc tiếc quá. Quán đẹp, cà phê đẹp, ít cà phê ngon mà chủ ngon, thiếu bánh. Hê, hey, Mộng Thuần, ngồi xuống đây, ngồi đây. Hộp. Gì? Khoan dẹp đó, khoan dẹp. Cái gì vậy? Mấy em hộp cái. Ông có cảm thấy quán mình thiếu gì không? Thiếu gì? Đầy đủ rồi, bao nhiêu năm nay có thiếu gì đâu. Bởi vậy tôi nói thiệt á, cái đầu của ông á, ông có tư duy làm giàu. Người ta giàu á là người ta phải tính cái cách gì đó để người ta giàu hơn nữa. Trời ơi, em nghĩ ông muốn là ông bằng lòng với chính mình không ạ? Bằng lòng gì? Trời, cái cà phê này là chuyện nhỏ, em quên nghề chính của anh à. Phù thủy tái chế. Dẹp nghề tào lao đó của ông đi. Nghề gì kỳ cục. Sắp tới em sẽ nghĩ ra kế hoạch để phát triển cái quán tiên thường này của mình thể đi xa hơn nữa. Là gì? Em sẽ làm thêm một món. Món gì? Bánh. Bánh? Bánh do chính tay em làm. Khi phố nhỏ em đêm chìm dần trong đêm. Hey. Lành bước chân. Bánh nóng hổi mới ra lò luôn. Trời ơi, em làm gì mà lấm lem vậy? Em làm bánh. Hả? Em làm bánh được hả? Trời ơi, tiên xa em không ra tay thôi. Ra tay một cái hả, ngang ngửa với đầu bếp năm sao. Chứ không giỡn luôn nha. Ăn thử đi anh. Ngon quá, anh ăn nha. Thơm quá. Sao không thương? Cái gì vậy? Có nghẹn hả? Trời ơi, Sung. Cái gì vậy? Chết rồi. Cái bánh này nó bị khô rồi. Thất bại quá. Em phải làm lại cái khác mới được. Khỏi. Được rồi, khỏi làm. Anh ăn thử bánh này đi. Hả? Bánh này là bánh chanh đó. Lấy vậy thôi nha. Ngon. Dạ. Chua quá vậy? Chua quá. À. Chua dữ vậy? Dẹp. Trời ơi, đáng lý ra là em làm này là bánh cam. Mà tại vì sáng ra chợ cam mắc quá nên em lấy 4 chiếc chanh em nặng vô đại. Chết rồi, thất bại quá. Em quyết tâm rồi, em phải sửa lại. Em ơi, không ấy anh thấy vậy nè, cái dự án á, bán bánh mình vẫn giữ, nhưng bây giờ mình không làm bánh nữa mà mình chuyển qua mình đặt bánh của người khác, mình mua đi bán lại thôi. Thôi, tự nhiên cho người ta ăn vậy, mình phải lấy công làm lời chứ. Quyết định rồi, em phải làm bánh khác. Trời ơi, sao tôi khổ vậy trời. Thà đánh đập tôi, thà mắng chửi tôi chịu được, cho tôi ăn bánh. Bánh gì? Bánh chanh. Trời ơi, từ đó giờ tôi có bánh cam rồi, bây giờ bánh chanh luôn. Trời ơi, chết nhỏ luôn rồi.
Bánh mới. Bánh mới nữa hả? Em làm nãy giờ đó, anh ăn thử đi. Không ai để từ từ anh ăn được không? Bữa nay anh no quá à. Ăn thử đi mà. Sao nhìn nó kỳ kỳ á? Kỳ kỳ đấy sao? Ý ông lại gì? Cảm giác anh hơi bị mất an. Mất an gì? Ăn đại đi. Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon mà sao mặt méo xẹo vậy? Không phải. Tại anh ăn á, anh nhớ là kỷ niệm hồi xưa. Ngày xưa lúc bà nội còn sống cho anh ăn bánh này á. Trời ơi, vậy là em thành công rồi. Lát nữa em sẽ nghiên cứu. Em sẽ làm thêm bánh quay vạt nè, bánh đậu xanh nè, bánh bột linh nè, bánh men nè, bánh lỗ tai heo nè. Em sẽ làm hết. Tối nay anh sẽ được ăn bánh đã đời luôn. Chờ em nghe. Chết cha, giờ sao ta? Trời ơi, ăn hết dĩa bánh này chắc đi cấp cứu quá. Hay là mình giục, giục rồi bả ra bả biết chết mình luôn. Ê! Dạ? Thiên Tài, đi đâu đó? Em đang đi kiếm đồ ăn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đó, ăn bánh đi. Ăn cho em hả? Ừ, bánh ngon lắm, ăn đi. Ăn được không vậy ta? Ừ, anh giỡn hoài, bánh mà sao không ăn được? Ngon lắm á, đem về ăn đi. Phải mang liền đây hả? Thôi 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 thôi. Đem về nhà ăn. Ăn đây á, vợ anh thấy rớt lưng vợ anh la. Hiểu không? Ủa mà nhiều quá thôi, em để lại ít cho anh nha. Không không, em cứ cầm về. Kéo áo ra, kéo áo ra. Đó, đó, đổ này nè. Đó, đem về nhà ăn đi. Ừ. Trời, cảm ơn anh. Ừ, không có chuyện, ăn đi. Mình đúng là chỉ có mộng thường mới nghĩ ra được mấy chiêu này thôi. Chết rồi, giờ sao ta? Có cách nào mà làm cho bánh nó không chín không? Ê, chết cha, không được. Bánh không chín ăn sình bụng chết sao? Vậy bây giờ có cách nào mà mình không ăn bánh không ta? Hay da. Anh thử. Ừ, nó qua mắng vốn hả trời. À, Thiên Tài à, nếu bánh ăn không được á thì ngon. Được, ổn. Anh còn không cho em xin với. Hả? Em ăn ngon hả? Ừ. Thằng này vui quá trời. À, còn không? Hết rồi em ơi. Hết hả? Thôi vậy em về. Ê, khoan khoan khoan, nghe. Bây giờ em về, chút xíu có bánh anh nhá cái em chạy qua. Nhớ nha. Ừ. Em qua liền á. Ừ. Cảm ơn anh, cảm ơn. Ừ. Bánh mới ra lò. Bánh nữa hả? Ừ. Anh no quá, anh ăn không nổi. No cái gì? Ăn thử với mẹ em đi. Em đổ công đổ sức em sáng tạo ra loại bánh này đó. Ăn cái rồi nha. Ừ. Ăn đi. Ngon ngon. Sao sao? Sao sao? Nói biết coi. Cay quá. Cay hả? Làm gì cay dữ vậy? Bánh này bánh gì vậy? Bánh này mới sáng tạo á. Bánh sạch tế. Trời ơi, bánh sạch tế ăn sao ăn? Trời ơi, mình phải nghiên cứu nhiều công thức để mình sáng tạo nhiều loại bánh lạ chứ. Cái này á là bánh em làm cấp độ 7 đó. Trời ơi, anh đâu biết ăn cay đâu làm cấp độ 7. Giỡn không ơi? Nhiều cấp độ lắm nhưng mà cấp độ này là cấp độ thấp nhất rồi đó.
Gì hết hà gì thấy ghê quá à. Cay quá. Mai em sẽ sáng tạo ra một loại bánh nữa cho. Trời ơi. Nha. Về vô làm liền luôn, làm liền luôn nha. Trời ơi. Im không được, thiếu dầu ăn. Mua mà em chai dầu ăn đi. Anh đi liền, anh đi liền, anh đi liền. Ê! Anh đi liền, anh đi liền. Ê, cầm theo dĩa bánh ăn đi nè. Không này. Cay lắm hả ta? Chị. Gì dạ? Anh Mộng Thường đâu rồi? Mộng Thường đi mua đồ không chị ơi? Kiếm ông chi vậy? À, tại ông nói em qua lấy bánh. À. Ông nói em qua lấy bánh? Dạ. Ủa, phải dĩa này không? Ông kêu em qua lấy dĩa này hả? Ừ, chắc vậy. Tại vì biết sao không? Hôm qua ông cho em dĩa bánh, về em chưa kịp ăn nữa, chuột dán kiến nó bu lại, nó ăn. Sáng dậy chết sạch, cứng đơ. Em hốt mớ dục, nhà sạch bách luôn. Cái gì? Bánh của tao làm mà mày lấy mày dìa chuột dìa dán hả? Vậy bánh chị làm hả? Cái gọi gì nữa? Ôi chết cha. Mộng Thường chết. Trời chết. Chết rồi. Mộng Thường ăn bánh. Không biết không có sao không nữa. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu ta ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế nhưng muốn vợ cười vợ vui. Sợ vợ có gì là sai đâu, bởi vì vợ tôi là nhất trên đời.